rồi, nói đi. Hơi tối nhỉ? Ơi, anh có thể phát biểu cảm xúc của anh không phải? Quá là hạnh phúc. Hạnh phúc vô cùng, chưa bao giờ được một phép trận tuyệt vời như thế. Tuyệt vời. Quá hay, Việt Nam tuyệt vời. Việt Nam, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Không, anh sáng đấy nhỉ? Tuyệt vời. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Tuyệt vời. Hôm nay thật tuyệt vời. Một trận đấu mà không dành cho những người trái tim yêu. Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch. Hôm nay đã thật tuyệt vời. Anh đánh giá nào các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam sau trận bán kết với Qatar ngày hôm nay? Một thắng xứng đáng, Việt Nam tuyệt vời, chưa bao giờ một trận tuyệt vời. Đấy anh, mọi người dân Việt Nam mình rất sung sướng. Việt Nam tuyệt vời, hạnh phúc. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch xứng đáng. Vâng, cảm ơn anh ơi. Pháo sáng này, pháo sáng từ 5 giờ mấy treo là đã có những
xin lỗi nha. Ừ, tôi xin lỗi. Thank you.
bạn bây giờ thế nào?